Quyền. Trân trọng cảm ơn các diễn viên và ekip thực hiện của bộ phim Chị Chị Em Em. Với Thiên Kim trong Chị Em Em sẽ bàng hoàng thực sự. Điều này sẽ khiến cho họ bàng hoàng và để lại di chứng rất sâu đó. Vâng, vậy chị có thể chia sẻ cho em những cảnh nóng không? Cảnh nóng hả? Cảnh nóng thì chị đọc cũng phải mất hơn 2 tháng để có thể đấu tranh với chính bản thân của mình là điều này mình nên làm hay không. Nhưng mà điều này nó thực sự cần thiết và hợp lý cho cái vai diễn. Nó làm rõ nét nhân vật Thiên Kim hơn. Và nó là một cái quyết định để cho những nhân vật phía sau có những cái động thái nó rõ hơn một cái mặt phim. Thực sự nếu mà cái cảnh nóng đó không có thì cái mặt phim sẽ không có. Thì thế mà không cũng phải nghĩ tới. Hiện tại phía ban tổ chức đang giữ một thẻ giữ xe của một vị khách đến rơi. Vị khách mời nào đến rơi thẻ xe thì quay lại khu vực điều khiển của ban tổ chức để nhận lại thẻ xe. Dữ dội quá, chẳng lẽ khách hàng nhắc thẻ hay sao, cho nên hơi làm một cú táo bạo xem đau. Khi mình nhớ lại bây giờ cũng hơi rợn người đó. Tại vì thường thì nhiều diễn viên hoặc là nghệ sĩ người ta sẽ ngại đóng cái cảnh ghép đó bởi vì nó có thể gây ảnh hưởng đến cái tên tuổi của họ, bản thân chị có ngại như thế không? Điều đầu tiên Hằng nghĩ là Hằng phải cảm ơn Lãnh Thanh rất nhiều. Nếu bất kỳ Hằng có một cái cảm giác nào lợn cợn khi mà quay cái cảnh nóng đó với Lãnh Thanh thì chắc chắn Hằng sẽ giữ. Nhưng mà Lãnh Thanh rất là hỗ trợ và hiểu được cái công việc của mình, giống như là nó có một cái điểm dừng. Tất cả mọi thứ là phục vụ cho cái vai diễn. Chính vì thế Hằng thực sự an tâm để mà có thể mở lòng ra cho cơ hội bạn diễn của mình. Tất cả mọi thứ là một cái sự bắt tay dành cho cái vai diễn của Thiên Kim và Huy trong phim Chị Chị Em Em. Ngoài ra đó không phải là Thanh và Lãnh Thanh mà là Thiên Kim thực hiện cảnh đó. Chị nghĩ sao về việc thực hiện cảnh nóng có nghĩa cảnh khỏa thân mà nó là ở ngoài đời thật đúng không? Hả? Công cộng hả? Thằng nghĩ là cái gì nó hơi mắc mẻ một chút thì mình cũng nên ở một cái nơi nó kín đáo một chút ha. Chứ Thằng không có can đảm nào cái điều đó. Thằng nói Thằng cứ nóng cảnh nóng với mẹ chồng rồi chứ không phải không có gì. Không có cảnh nóng với mẹ chồng ở đó là thuộc về sông Luân á. Còn thực sự cái cảnh nóng này là cái là của Hằng nè. Khi mà Thằng nhớ là Hằng quay á, Hằng còn cho trong set là mọi người chỉ có 6 người thôi. Camera, rồi POV, hai đạo diễn, rồi Liên, Lãnh Thanh á. Khi mà cái cảnh đó Lãnh Thanh ngồi ở trên giường, còn Lãnh Thanh nói cổ vũ tinh thần tất cả mọi người xấu nữa đó. Dễ cố lên, dễ cố lên, dễ cố lên. Cái mình nói ồ sao cảnh đóng mà sao bị thành cảnh hài vậy trời. Có nghĩa là mọi người phải tạo cho Hằng cảm giác thoải mái và an tâm tin tưởng họ để có thể làm được. Và đạo diễn cũng như anh Kim, mọi người nói là anh chắc chắn và đây là một lời hứa anh sẽ chăm sóc bảo vệ cảnh này của em, cho nên yên tâm để bước vào cái sự thi đấu. Chị ơi, giống như anh Chim ơi, Linh buổi nãy có chia sẻ là giống như the good people do the bad thing for the good reason. So, khi mà bây giờ chị đối diện với những Thiên Kim của mình á, thì có một Thiên Kim ở ngoài như vậy thì chị cảm thấy những cái điều mà cổ làm có hợp lý hay không? Riêng quan điểm của chị. Thằng thì nghĩ nghe, hồi nãy á, thì trên sân khấu Hằng cũng chưa có cơ hội cho mình chia sẻ cái điều này. Với bộ phim Chị Em, tất cả các nhân vật trong đó, tất cả chúng ta ở đây đều thấy bóng dáng của mình. Bề ngoài chúng ta thấy rất là vui vẻ, nhưng bên trong ai cũng có những cái góc khuất, có những cái điều, những cái bí mật mà chúng ta không thể nào nói được với ai. Có những cái sai, cái đúng, đôi lúc chúng ta phải sai trước mặt người khác và đúng trước mặt người khác, đó như là một con số hoặc là những cái hoạt động khác nhau. Cho nên đối với Hằng là hãy sống là chính mình, chính mình cảm thấy tự tin với chuyện đó. Và mình thấy nếu mà mình có sai thì mình phải mạnh dạn đối diện với nó để mình sửa sai. Không có một người hoàn hảo. Chúng ta đang trên con đường để tiến tới để thành một con người thực tế. Cái là thực ra lúc vai diễn này chị Hằng không có bất ngờ, chị Hằng nó rất nhiều vai nữ đấu, vai trẻ rồi. Nhưng mà phim một vai nữ đấu thì cho nữ đạo diễn làm cái gì khác cho nữ đấu, cho nữ đạo diễn làm cái gì khác chị Hằng không biết. Đấu, nếu mà đấu cho mẹ chồng á là một mình Hằng đấu không ạ. Còn cái này là đấu nó kinh khủng, là nó kiểu đấu của phụ nữ mà chúng ta có sự tưởng tượng và suy tính nó sẽ khác nhau. Trên bộ phim này em cũng sẽ mang tới những cái tính toán và cái đấu đá nó khác nhau. Không, chị nghĩ là khi nếu mà em xem phim thì em sẽ thấy được cái rõ nó khác nhau. Tại vì bây giờ em thấy là teaser thì mà hé lộ nhiều quá nó còn bất ngờ chấm điểm. Thôi lỡ ta đang nói xong cái này chị vô. Rồi, okay, cảm ơn em. Không, chị nghĩ hôm nay nên nói về phim thôi. Chứ sao là hỏi mức độ khác. Hôm nay chị xuất hiện là diễn viên Thanh Hằng thôi. Thanh Hằng nhá, có cái đó. Chúng ta sẽ gặp nhau. Em hỏi một cái bảo vui là tức là chị nghĩ là tại sao những dòng phim là nữ đấu em với người nữ và đấu đá nhau là có thể hết. Cái
không phải là tại vì phải là một người hay Việt Nam một cứ đem được yêu và kết nhau để xây dựng. Thành nghĩ là mỗi đạo diễn hoặc là nhà sản xuất họ đều có những cái thế mạnh hoặc là cái đó là cái điều mà yêu thích. Chính vì chúng ta yêu thích một cái đề tài nào đó, một cái nhân vật nào đó thì chúng ta mới có cái công sức và tâm sức đặt vào cái vai diễn để mà xây dựng. Thì đối với nhà sản xuất thì họ cũng đã tiếp tục làm cũng rất là lâu, ngay cả nhà sản xuất và nhà phát hành cũng hai bên cũng là mấy chục người ngồi là vậy. Và tiếp tục phát hành là cái vai diễn này thực sự nó rất là đặc biệt và chị phù hợp với vai diễn này, nhưng mà bản thân của chị cũng phải tự chuẩn bị cho mình là những gì đó làm trước đây thì cái chị làm sắp tới thì khác rồi, đó là cái áp lực của chị, cho nên chị phải nắm to và suy nghĩ rất là nhiều. Và khi mà mình tìm hiểu cái kiếp của mình làm thì mình thấy đây là một cái phiêu lưu nó thú vị và cũng đã chia sẻ như là bạn nói là kinh phí nó không nhiều lắm, tại vì ở đây cái tình cảm của tôi nó rất là sang và rất là xịn, cho nên là phải đầu tư rất là nhiều, cho nên ok vì cái mục đích đó hẳn có thể hỗ trợ một số về kinh phí. Cái đó là đề tài thì cho họ thi cái nghĩa là cái đề tài nữ đấu cung đấu lại được khai thác khá nhiều Việt Nam, vì Việt Nam là rất ưu chuộng cái dòng nữ tranh đấu đá nhau nhiều. Cái sắp tới cuối năm cũng là phim của hoa hậu đấu nhau của Lưu Bình Đại thì nghĩa là sao đề tài nó rất hấp dẫn. Nghĩ là có thể là đối với phụ nữ họ là một cái kho tàng của sự bí ẩn, càng tìm sâu về họ là sẽ càng bị cuốn hút bởi họ, bởi vì ở trong mỗi chúng ta có hàng triệu hàng tỷ người phụ nữ thì mỗi người đều nghĩ là cái cách đấu đá nó khác nhau và cái sự yêu thương nó khác nhau thì nó mang cái sự thú vị. Tại sao cùng là người phụ nữ đó mà là cái cách thể hiện của họ khác, cái đấu đá họ cũng khác thì cái đề tài nó hầu như được buông mở, nhưng người nhân vật đó, diễn viên đó xây dựng ra sao để cho người ta tin, đôi lúc cái câu chuyện nó không có thật ngoài đời nhưng mà người ta tin thì cái đó là thành công. Cái phim này mặc dù nó sẽ tối hơn, nhưng mà trong cái hành trình tối của cái phim này là Kha hy vọng là tất cả quý vị khán giả khi xem xong sẽ thấy được một cái ánh sáng sau khi đã trải qua cái tối. Dạ, cái ánh sáng sau khi mà trải qua cái tối. Cái đây là một cái điều mà chúng ta trông chờ, tại vì chưa có mưu tượng lắm là sau khi bóng tối thì sẽ có ánh sáng như thế nào. Tuy nhiên thì cái phần chia sẻ của chị Cathy Uyên là lại một lần nữa làm cho mọi người phải tò mò hơn. Chị em cái tên đã hay rồi, mà mất đến 2 năm để có thể mang từ những cái ý tưởng sơ khởi ban đầu đến với một bộ phim thành hiện thực được sống to life như là chị chia sẻ, quá nhiều tâm huyết. Và quý vị vừa mới được chứng kiến những cái giây phút chị em của những người phụ nữ trên sân khấu này. Còn bây giờ thì những người đàn ông vui sẽ được nhường lại cho tất cả các quý vị khách quý nè, các quý vị báo đài truyền thông có thể đặt câu hỏi cho các anh. Tuy nhiên thì cảm xúc này Phương Huy sẽ được nhường lại những câu hỏi và những chia sẻ cho tất cả quý vị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Bất kỳ quý vị nào có câu hỏi, chúng tôi mời quý vị sẽ giơ tay để chúng tôi có thể chuyển micro đến tận nơi của tất cả quý vị ạ. Cái Thiếu Uyên lẫn anh Timothy Anh Bùi, và anh Nguyên Vũ luôn. Thì mình thấy ở trong cái tờ này thì có một cái dòng phát biểu cũng khá là than vãn về cái bộ phim này, là một trong những cái bộ phim bom tấn xứng tầm Hollywood đầu tiên của điện ảnh Việt Nam 2019. Thì chắc là mình muốn mọi người có thể chia sẻ thêm về cái việc ngoài cái nội dung sẽ hứa hẹn gây rất là nhiều bất ngờ và cái dịp dựng, thì cái việc dàn dựng của cái bộ phim mình cũng thấy rất là nhiều cái sự thú vị ở trong đó. Thì ngoài ra còn những cái điểm đặc sắc gì ở trong cái khâu sản xuất nữa hay không, để mọi người có thể chia sẻ với khán giả để cho thấy được cái sự tham vọng của mọi người đối với cái việc sản xuất ra bộ phim này. A statement, and can you share more about the highlights or any special thing about the movie? Cảm ơn em cho cái câu hỏi đó. Cái mà highlight đó là Tim với Cathy cãi nhau mỗi ngày. On set. em hồi nãy nói là cái phim đầu tiên năm nay thì phim này giống như Hollywood, chứ không biết cái vấn đề đó, you know, mình làm phim á là mình chỉ we set out to try to make a high quality movie, you know, we set out with high ambition, with a very ambitious story. The trick is in Vietnam, you work on a very limited budget. But our vision for the film is very high. We
mật cái secret ở trong lòng mình không có bao giờ tìm cái tự do của người mình. So trong về cái phim đó là nó là rất là tôi thấy cái này là đáng để cho mình tập trung vô để mình explore. So mình đẩy cái chuyện cho nó rất là tốt. And then, you know, sau đó là Benedict, we got two amazing actresses. Kathy là rất là tốt về cách mà đẩy diễn viên. And cái đó là rất là quan trọng. And then cái ekip team của mình, you know, cái team ấy, even though 6 người ngồi trên đây, but it takes a team to make a movie, you know, and rất là talented team, and mỗi ngày tới là cái đó là quan trọng, mình ngồi trên đây, but là xin phải cảm ơn cả cái ekip team mới làm được cái team theo xong là vừa ý. Sự hiện diện của quý vị khách quý, quý báo đài và truyền thông đến như vậy thì đây chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi, những người thực hiện chương trình này và đặc biệt là những người thực hiện bộ phim Chị Em. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Ngô Thị Huyền, đại diện nhà sản xuất của Muse Film, sẽ trao hoa kỷ niệm đến với các diễn viên.